cho con đi học anh đi lấy sắn nhé. Con đi học nhá. Vâng. Đi lấy sắn nhá. Chào bố. Đi nhá.
Thank you.
nhẹ nhẹ. Sao nó cắm bằng luôn à. Đói chưa con? Đói rồi. Cơm hả? Vâng. Được cơm. Con sới cẩn thận quá nhá. Vâng. Con mời mẹ ăn cơm, con mời bố ăn cơm. Hôm nay con đi học ngoan không? Vâng.
khó. Cô giáo dạy cái gì? Cô giáo dạy bài thơ. Con học số kìa. Vâng rồi. Cuốn đời hả? Mẹ em ăn chua đi. Con ăn. Ngon không? Có. Ăn cá đấy. Ăn cá. Con ăn cá này thôi. Con đi lấy cái gáo và cái xôi cho mẹ múc cán. Vâng. Bao này.